Ta-da! Mới bổ sung thêm mấy khay tầng nữa các bạn, để đem cá về phục vụ cho anh em gần Tết. Thì mình xin thông báo luôn là chương trình khuyến mãi với bên shop Nguyễn Phát từ ngày 5 tây tháng 1 cho tới Tết Nguyên Đán là sẽ giảm giá từ 10 đến 50% các loại các dòng cá mà hiện giờ mình đang có. Cái thứ hai là mình sẽ giảm giá 15% cho tất cả các mặt hàng như thức ăn, phụ kiện, thuốc men này kia nọ trên Shopee cũng như là trên website, hoặc là các bạn mua hàng trực tiếp vẫn được giảm giá. Và thêm một cái điều nữa là các đơn đi tỉnh từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 thì sẽ hạ xuống còn 300.000 đồng, họ chứ không phải như 500.000 đồng hồi lúc trước. Những cái đơn ship nội thành thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ship code thì đem tới nơi các bạn xem cá, các bạn ưng các bạn trả tiền, các bạn không ưng thì các bạn chịu một phần tiền ship cho phụ mình để đem con cá về cho mình. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn khi mà mình lựa cá cho các bạn thì sẽ rất là ok các bạn ha. Và cái tiếp nữa trong đợt này á, là khi mà các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được lưu lại số điện thoại từ ngày 5 tây tháng 1 năm 2022 đến ngày khoảng ngày 28 tây tháng 1 2022 thì mình sẽ sổ số may mắn, một bạn may mắn trúng giá trị tiền mặt là khoảng 1 triệu đồng và tặng thêm một cặp coi Red Air đi kèm theo để làm chương trình khuyến mãi cho cái đợt gần dịp Tết sắp tới các bạn nha. Thì trong video này mình cũng sẽ quay cho cập nhật những dòng cá hiện đang có một số Nguyễn Phát và những dòng cá tương lai sắp có trong những video sau cho các bạn biết, cũng như là cập nhật giá cho các bạn nào muốn mua, các bạn nào muốn chơi cá trong dịp Tết thì các bạn liên hệ Nguyễn Phát. Tất cả các thông tin chi tiết mình để bên dưới miêu tả video này. Ok, thì bây giờ mình sẽ lật camera lại để cho các bạn xem cá các bạn nha. Rồi ok các bạn nha, đây shop mình 74B2 phường Tây Thạnh quận Tân Phú. Thì bây giờ mình sẽ vô mình show cho các bạn xem cá nha các bạn nha. Đây. Đây là rồng xanh Indo. Rồng xanh Indo. Đó. Đây để đi kiếm đồ cho nó ăn đây. Đổ vô cái trụng xăng lại liền. Rồi lắc đều lên. Lắc đều. Rồi có trụng rồi các bạn nha. Rồi cho cá ăn, quay clip cho các bạn xem. Thì đây là dòng xanh Indo. Đây, dòng xanh Indo. Đây, vô con. Vô. Bu vàng. À, bu vàng. Rồi kế bên đây là full red xay cối. Đây báo giá luôn cho các bạn xem ha. Có mấy cặp à? Cái này có mấy cặp à? Mua còn cho tặng nữa. À, vô. Lên. Đây. Đó. À hồi nãy không show đồng xanh cho các bạn xem. Show đồng xanh cho các bạn xem nha. Đây. À. Show đồng xanh cho các bạn xem. Phải coi được tận mắt con cá rồi mới mua của Phát rồi, ủng hộ Phát rồi. Phát sắp chết rồi, rồi. Cái kiểu như thế rồi. Đây sắp đi bán cái số luôn rồi. Đâu? Mình bán cái số luôn à. Bán cái số à. Cười ai? Cười. Cười là ba quay phim nè. Cười. Cười quay phim. Cười đi. Đây. Quay lại câu chuyện đấy. Rồng xanh này thấy không? Ok. Còn đây là full gold. Cái này là full gold, không có ri bông nhưng mà cho máy có tay các bạn nha. Đó. Giá siêu mềm luôn. Cái này hồi lúc mình chơi là 600.000 đồng một cặp đó. Giờ mình bán còn có 80.000 đồng một cặp thôi. Đó, 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 đó. Đây vớt còn thử cho các bạn xem nha. Nó lành quá.
từ từ nó chống không à, mấy con máy lẹ quá, rồi nó phóng như chim vậy. Quậy đột quốc tóc không ai da, phóng quá rồi, phóng bạc bạc luôn. Đó rồi, con máy nó lên tay rồi ha, con trống này hơi đỏ bỏ đi đó, đó máy lên tay á, còn này là phun gon ghi bông, phun gon ghi bông 120 giảm còn 70, giá mềm mại cho anh em chơi tết. Đây nè coi nè, cái này che à, không, cái này phun tay chứ hồi này lựa lại, cái nào phun tay lựa lại, này máy phun tay à, 70.000 là máy nó sẽ hơi hùm hùm như này, hơi hùm hùm chúm chúm tay hoặc là không có tay các bạn nha, những bạn nào chơi thì các bạn sẽ hiểu cái này. Cái này là phun gon ghi bông thường thôi, nhưng mà cái bộ này là cái bộ phun tay nhiều lắm, bộ này là phun tay kinh khủng luôn. Chúc mình cho các bạn xem cái hồ phun tay nè. Đó. À, cho dưới đây ăn cái nè. Ở dưới đây thì cũng phun gon thường thôi. Phun gon như bông thường, phun gon thường thôi. Ó, ó. Ó, các bạn thấy cái lưng nó sáng bóng luôn không? Không ngoài nó sáng ghê gớm luôn. Rồi. Blue lay. Blue lay thì 45.000. 45.000. Giá này bán bằng cái giá xả hồi đợt vừa rồi. Cái con lưu lây này là cái con show side view. Top view nó không được đẹp lắm. Đây. Side view, top view con này nó không được đẹp. Rồi. Full black. Full black, full black này thì 20.000. Vô. Vô. Vô, ngon 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 ngon. Ngon 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 ngon. Rồi, HB Blue. HB Blue. Cũng đang đói đang chờ ăn đây. Vô, vô 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 vô. Vô. Vô 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 vô. Còn này là gon. Gon ghi bông. Gon ghi bông lên tai. Lành cũng khiếp lành. Cái hồ này là mấy đứa em nó lựa ra cá bự. Cá đang có bầu, có bầu bự. Đây ha, đó. Đây, nhìn vô thấy con cá sáng tươi luôn không? Có gì đâu. Có gì đâu, đâu có gì đâu. Sao không? Hả? Tao quay clip cho mấy chú coi. Rồi qua đây. Đây là Colgate Air. Giá thị trường đang là 250.000, thì mình bán còn 180.000. Colgate Air sáng bóng luôn. Vô. Đó. Quốc. Nó hơi đỏ ha, để tắt đèn flash thôi. Nó tại do cái nền nè. Mình bắt con cho ba xem. Đây một cặp nè. Đó. Ngon lành. Cái này là thực tế nè các bạn. Và thực tế nó đã đỏ cam cam. Còn này nó bị cái nền làm ánh đỏ lên nè, nó đo.
nó đo màu xài cho mấy con cá đỏ chét luôn. Cái tay mình cũng đỏ chét luôn nè. Dưới đây cũng là coi Red Air. À, cho nó ăn miếng nè, cho tụi bay ăn miếng nè. Vô rồi. Rồi bên đây là Gold Ribbon full tay. Bình thường hồi trước mình bán 400.000 cặp, nay giảm giá còn 250.000 đồng cặp. Vô. Đó, nó phóng đó, nó phóng đó. Từ từ để bắt con cho khán giả xem nha. Đây. Ha. Đây con mái nè, con bự là con mái, con nhỏ là con trống nè. Con bự vô cùng đẹp luôn. Ngon lành không? Quá ngon lành. Đó, mà nó bơi cả đàn luôn. Ở ngoài là nó vàng thật luôn. Bạn nào muốn coi trận tận mắt trực tiếp với các bạn tới đây nha. Tại bên ngoài nó sẽ vàng hơn ở trong đây. Cho tụi bay ăn miếng nữa nè. Rồi ở dưới đây cũng vậy luôn. Ngoài nó vàng ghê gớm lắm các bạn, ở trong đây nó hơi trắng ha, nó hơi trắng à. Này mới hấp dẫn nè, đồng xanh Indo nè. Cái bổng này là bổng đẹp nè. Vô. Đó, các bạn thấy xanh chành không? Đó. Đó, đó, đó. Đó. Ở dưới nè, đó, các bạn thấy dưới chưa? Các bạn thấy dưới đây chưa? Đó. Bu vô nè, chuẩn bị bu vô nè. Đó. Đó, thấy không? Đã chưa? Đây mình vớt cho các bạn xem nha. À. Cái này rồng xanh Indo này các bạn mua 5 tặng 1 các bạn nha. Mình có số lượng cũng khá nhiều nên thành ra là mua 5 tặng 1. Con nào con nấy là cái đuôi cũng trà bá hết. Như này hết. Rất là đẹp luôn. Rồi trên đây là con cá mái của nó nè. Cá mái của nó bao la luôn. Vô. Vô 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 vô. Rồi bên đây mái rồi nè. Đó. Vô. Đó. Ok ok ok. Rồi cái này là Dumbo cái tê ghi bông. Rồi dưới đây là rồng xanh tiếp nè, rồng xanh nhiều lắm. Ha. Vô, tới giờ ăn rồi, giờ ăn tới rồi. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Ăn đi nào. Đó. Thấy không? Xanh xanh nè. Nè, dưới đây mái nữa nè. Một làng luôn. Ức. Một làng luôn, một làng luôn. Bên đây máy nữa nè. Quá trời máy luôn. Đói rồi. Sáng giờ đâu cho ăn đâu.
hắn vào không cho ăn đó. Ok, qua tới bên kia nè, cái khay tầng nè các bạn. Thường các bạn ghép khay tầng là 3 tầng đúng không, này mình ghép thành tầng 4 tầng luôn, nó chịu được lực bình thường ha. Này là một cái tèo vô vô ngon lạnh liền rồi. Full gold này thì giảm giá còn 30.000 cầm, đầu vàng mình vàng full sáng đẹp. Vô cái này full gold thường các bạn nha, full gold thường. Rồi bên đây con gôn này nuôi á các bạn, có khi nó vàng hết, cũng có những con nó sẽ bị đỏ đuôi các bạn nha. Những con đỏ đuôi là những con không đạt rồi sẽ bị lội ra. Con này là full gold đi bông trống ha, giống như những con đỏ đuôi như vậy là không đạt bỏ. Như các bạn nếu nào mua các bạn thích thì mình tặng luôn không sao hết, tặng những con đỏ đó. Rồi quất bu về đó. Tranh nhau mà ăn. Gon nữa nè ha. Tôi thuộc dạng là tôi mê gon lắm nên hình ra là gon nhà tôi nhiều đó. Các bạn thấy nó đói không? Nè bú về bên đây nè, đúng rồi. Gon bên mình có một cái đặc điểm nhận dạng là gon bên mình là đầu vàng, mình vàng ươm luôn đó. Ở ngoài nhìn rất là đã mà vàng là kiểu là vàng bóng luôn á. Gon nữa nè, nhiều gon không nè, vô bức. Chúc còn trong cái đám bèo này là gì đây? Đây cho các bạn xem đám bèo này, dệt bèo ra nha, dệt bèo ra rồi vô quất. Dệt bèo ra là một đám rồng xanh. Ok, rồi tới bài này nó cũng đói quá nè. Này thì đói hả mày đói. Thấy nó ăn thấy ghê quá. Đói. Này Dumbo Red Tail 25.000 cặp. Rồng tím ha. Rồng tím thì mình có ít rồi. HB Red. Nè ăn đi, tới giờ ăn rồi. Giờ ăn tới rồi. Đó ăn đi. Này là lưu tặc văn. Lưu tặc văn quất. Quất. Con hắc bê lu. Nè các bạn, cái hắc bê lu ăn mà cái bọn này nó đói nó vẫn tìm ăn nè ha. Vô. Đó, ăn đi con. Ăn cho nó non đi. Nè bên đây là cao đen sọt. Ba đuôi anh chu xe nhí 30.000 con quất luôn đó. Cánh tiên xanh đây
mới vừa gỡ cửa xuống cái bọn này nó bu lại. Quất ngon lành cành đào, thấy không? Quất nè, tới đây cũng đói rồi nè, cho tôi ăn nè. Rồi bây giờ qua tới bên đây. Nhiều cá mà, lo gì. Lại là rồng xanh. Đây, rồng xanh. Ăn đi mấy đứa. Đó, đúng rồi. Trống nè, ăn đi mấy đứa. Rồng xanh này là còn tơ, nhưng mà rồng xanh này cái mình nó bông hơn. Cái đuôi nó thì nhỏ hơn. Rồi, leo bát nè, ăn đi. Đúng rồi. Táp đi, leo bát nha. Này Metan Black nha. Metan Black đó là cái mình nó sẽ có hoa văn này giống như vậy nè các bạn. Cái đuôi nó đen, đầu nó đen nhưng mà mình nó sẽ có hoa văn. Nó là Snatch Black. Hoa văn cái mình nó là Snatch. Đây ăn đi. Happy Lou đi bông quốc. Giờ cho ăn lẹ các bạn. Nhiều lắm. Nè quốc đi. Ố. Quốc đi, Platinum này quốc đi. Rồng xanh đi bông quốc đi. Hát bê lô quốc đi. Đó, quốc đi, quốc đi, quốc đi. Nè, tụi bay ăn không? Tụi bay ăn không? Bay ăn không cu? Ăn không? Ai có con, mình có con cá này màu lạ lắm các bạn đó, thấy không? Ê, màu lạ không? Xoài ơi, lá là lạ nhất trong bầy luôn á. Đó. Còn con này là cái đầu lên u nè. Đó. Coi tụi này nó không ăn đâu, nó không ăn chùm đâu, nó ăn cám à. Ê, ăn không? Ôi ăn không? Ăn không? Ăn. Ăn đi. Đây các bạn. 450 còn 350 nha. Ăn không? Thích xong rồi. Nè coi thọc tay nè. Coi thọc tay nè. Thọc tay nè. Chơi bọn này vui cực. Thôi ok các bạn nha. Video cũng khá dài, mình xin kết thúc video tại đây các bạn nha. Các bạn có mua liên hệ mình bên dưới miêu tả video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.